Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Lại gặp các anh chị và các bạn ở phần kế tiếp. Và Nga vẫn tiếp tục nói tiếp tục. Bữa nay giống như là coi như là cái phần thứ 3 về bảo hiểm thất nghiệp. Hôm trước thì Nga cũng có nói với các anh chị nhớ hai cái phần trước là cái cách thức nhận bảo hiểm thất nghiệp ra làm sao, địa chỉ nhận bảo hiểm thất nghiệp như thế nào, rồi những cái gì mà mình nên tránh ở việc nhận bảo hiểm thất nghiệp và chú ý, và đặc biệt là các anh chị phải đọc thật kỹ giùm nghe một cái tờ giấy được đính kèm, tại vì nếu mình vi phạm trong đó họ có quyền phạt mình, và sau khi mình đóng tiền phạt và mình còn bị cắt hết tất cả mọi thứ về bảo hiểm thất nghiệp của mình, tại vì cái đó là của luật họ quy định rồi. Cái đó Nga không bàn cãi, cái đó mình phải đọc cho kỹ. Và nói thật sự nha, nghĩ việc ở nhà nó cảm giác nó rất là chán, rất là buồn. Do đó là các anh chị phải kiếm cái gì để làm. Mà Nga nghĩ là nên, tất nhiên cái việc nghỉ làm đâu ai mong muốn, nhưng mà nếu như mình có những cái nguồn tiền ok, hàng tháng mình nhận được này kia, thì mình cũng có thể mình nghỉ làm, mình relax, hoặc là sau đó mình đi làm trở lại để mà vui chơi cho nó thoải mái, nhẹ nhõm tinh thần thì nó sẽ tốt cho mình. Và Nga cũng nói tiếp một cái việc như thế này. Hôm đó thì cái cô mà trên bảo hiểm thất nghiệp á, cô kiểm tra hồ sơ của những người bạn của Nga, và cô nói chú ý một điều là khi mình nghỉ việc mình sẽ được một cái phiếu, đó là bảo hiểm y tế. Và thí dụ như các anh chị được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì mình sẽ được cái bảo hiểm y tế này đóng cho cái số tháng đó. Ví dụ như bạn của Nga nhận được 9 tháng thì bạn đã được 9 tháng bảo hiểm y tế. Và nếu như sau thời gian 9 tháng đó thì các anh chị và các bạn không đi làm, nhớ cầm cái thẻ đó ra ngoài ủy ban ngay chỗ phường mình mua bảo hiểm y tế tại phường. Và đặc biệt khi các anh chị nhận cái thẻ bảo hiểm y tế ở tại chỗ bảo hiểm thất nghiệp á, các anh chị phải kiểm tra kỹ giùm cho mình. Cổ cũng nhắc mình như thế, cổ cũng nhắc bạn bè mình như thế, là hãy kiểm tra kỹ giùm cho mình. Có nghĩa cổ nhắc, cổ nói vậy là cái thẻ bảo hiểm y tế của bạn có cái chữ là liên tục trong 5 năm hay không. Xin lỗi. Thì khi cái thẻ này cũng phải có cái từ là liên tục trong vòng 5 năm. Tại vì cái mục liên tục trong vòng 5 năm đó rất có ích cho mình. Vì sao? Nếu như rủi mình có bệnh gì đó xảy ra thì khi mình đi lên bệnh viện thì mình sẽ được hưởng chế độ theo cái mục là cái người đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm thì mình sẽ đóng tiền rất ít, giống như cái trường hợp cũ của mình vậy. Và việc thứ hai, các anh chị nói với họ là yêu cầu họ là giúp cho mình vẫn tiếp tục duy trì cái nơi chữa bệnh cũ của mình. Ví dụ như nếu như mình là ở bệnh viện 115 thì mình vẫn xác nhận là xin chữa bệnh ở bệnh viện 115, chứ mình không thay đổi chỗ khác. Họ sẽ cố gắng hết sức để cho mình vẫn duy trì chỗ đó. Tại vì thật sự là ở bệnh viện khi mà bảo hiểm y tế của mình á, đã cố định ở chỗ nào mình cứ mua tiếp tục thì họ vẫn duy trì cho mình, giống như cái chỗ mình đã lấy số rồi. Thì cái đó là một cái mình cần phải kiểm tra kỹ khi mình nhận cái đợt mà đầu tiên các anh chị là nhận ký tên á, các anh chị phải coi kỹ nha, là cái tờ ký tên và một cái thẻ bảo hiểm y tế, và mở ra hai thẻ có kiểm tra với nhau, có chữ là liên tục 5 năm và hiệu lực đến ngày tháng năm nào, nhớ coi kỹ cái chỗ đó. Tất nhiên là cái mã nó sẽ khác so với cái mã của lúc trước mình. Ví dụ như cái mã lúc trước của mình là, ví dụ bạn là một người làm trong cơ quan nhà nước thì có cái mã của cơ quan nhà nước, tư nhân thì có mã tư nhân, nhưng bây giờ là thuộc cái mã khác nữa. Đó là việc thứ nhất Nga nói. Việc thứ hai là cái vụ bảo hiểm xã hội. Thì cái lúc đó thì cũng có nhiều người hỏi là nên hay không nên rút bảo hiểm xã hội này kia nọ. Và Nga cũng có hỏi thầy của Nga, thì thầy của Nga cũng về luật
thì thầy của Nga cũng có nói là tùy ở mình. Nếu như mà qua sau 1 năm làm việc mà mình không có việc làm gì á, muốn rút thì cứ rút. Còn mà các mình muốn cái như không rút và để đó để chi? Để ví dụ mình có làm cái chỗ mới thì mình sẽ đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục vô để duy trì đến cái độ tuổi, đến đủ số năm này kia thì mình sẽ nhận cái giống như tiền lương hưu của mình sau này về già già của mình vậy. Nhưng còn có một số người thì khi lại đó mới nói là thôi ta rút cùng cục ra, cái đó tùy quan điểm của từng người, họ muốn rút thì họ rút, họ không rút cái đó tùy họ, tùy bản thân mình thôi chứ không có ai bắt buộc hết cả. Nhưng anh thấy là nếu như trường hợp chị rút đó, là khi các anh chị không còn ở Việt Nam thôi thì các anh chị rút thì ok, còn mình ở Việt Nam thì mình cứ việc để đó đi. Đúng, nhiều khi có nhiều người nói là mất tiền mất này mất nọ, nhưng mình đâu có biết được. Mình ở Việt Nam thì mình cứ việc tuân thủ rồi cuối này về già về sau này mình nghỉ hưu thì mình nhận cái tiền lương hưu đó của mình thôi. Nó sẽ đặc biệt là cái bảo hiểm xã hội này nó cũng có cái vụ hỏi về lương hưu, thì ví dụ như trong khoảng thời gian đầu đi, cái mốc thứ nhất của các anh chị làm thuộc trực thuộc của cơ quan nhà nước thì họ sẽ tính theo lương của cái như cái mức của cơ quan nhà nước. Sau đó các anh chị nghỉ nghỉ xong các anh chị đóng tự nguyện đi, không đóng tự nguyện trong vòng năm cái số tiền vô, sau đó thì mình đi làm tiếp tục. Nhưng mà thí dụ mình làm ở ngoài những doanh nghiệp ở ngoài thì mình đóng, thì cuối cùng họ tính, họ sẽ chia ra thành các bậc khác nhau. Cái đó cái cách thức họ tính mình cũng không cần thật sự ra mình nó cho tóm lại là mình đóng thì đóng thôi chứ mình cũng không biết là giống như họ đưa sao bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu thôi. Tiền trong túi lúc đó giống như tiền mình đóng cho người ta thì tiền lúc đó là nằm trong túi người ta rồi túi mình, và cái cách thức tính đó là cái cách thức tính của cơ quan người ta đưa ra mình cũng không hiểu. Tóm lại là đối với Nga thì Nga quan điểm là tôi đóng cho bạn đó, rồi cuối cùng bạn đưa nhiêu tôi lấy nhiêu thôi. Còn trường hợp các anh chị không có ở Việt Nam thì các anh chị cứ khóa sổ và kỳ rút hẳn ra đó. Thì cách tính bảo hiểm xã hội như thế nào các anh chị muốn biết kỹ thì vui lòng đến ngay trung tâm bảo hiểm xã hội thành phố, có thể là ra Lê Hồng Phong hoặc là lên khúc của quận 3 thì các anh chị hỏi sẽ có người giải thích cho các anh chị. Cái việc đó là việc thứ hai. Việc thứ ba nữa là khi các anh chị đến ký và nhận tiền ở lần đầu tiên thì ngay cái chỗ trung tâm mà giới thiệu việc làm ngay tại đó luôn, họ cũng có cho mình học những cái khóa học miễn phí. Tùy từng thời điểm sẽ có những cái khóa học, ví dụ như sẽ có dạy cho mình về kỹ thuật số, ví dụ như về Photoshop, về những xử lý cơ bản về hình ảnh rồi dựng phim này kia, chỉ có học những lớp cơ bản thôi. Và cái trình học là các anh chị phải lại ngay chỗ Bình Thạnh đó mà học. Rồi các anh chị cũng có thể học những cái khóa tiếng Hàn, họ cũng dạy miễn phí cho mình và học địa chỉ cũng tại chỗ đó luôn. Rồi có những ngoài ra cũng có những cái khóa khác, ví dụ như về làm đẹp, về ví dụ như ví dụ về spa, về make up, về làm nail, họ cũng liên kết với những cái trung tâm dạy nổi tiếng ở tại Sài Gòn. Thì cái trung tâm đó là như anh nhớ mang máng là tên là trung tâm về về thẩm mỹ ba lê gì á, đại khái là họ có dạy những cái đó. Và mình cầm cái hồ sơ tại cái chỗ này đem lại chỗ đó nhớ, và khi hồ sơ đấy thì các anh chị phải tìm đầy đủ những cái thông tin, ví dụ như họ yêu cầu các anh chị là phải có những cái giấy tờ như ví dụ như là họ yêu cầu mình là khi đến, khi mà ở ở ở tại trung tâm thì cái cô bé đó cũng mới đánh cho các anh chị học khóa gì. Ok, rồi xong đưa. Rồi yêu cầu là phải có 2 giấy chứng minh nhân dân, một sổ bảo hiểm xã hội photo, một cái quyết định bảo hiểm thất nghiệp photo và 3 tấm hình 3-4. Thì các anh chị cầm tất cả cái đó đến ngay cái chỗ để mình học và mình nộp. Thì cái cô đó sẽ nhận hồ sơ và hướng dẫn mình. Và sau đó thì mình đến ngày giờ mình đi học thôi. Mình nghĩ học nếu mà lúc mà mình đang rảnh rỗi thì mình học cũng ok thôi, đâu có gì sao, không có gì đâu sao cả. Và cái việc mà Nga chỉ chia sẻ các anh chị một số điều về cái bảo hiểm thất nghiệp, và cái đây là một số cái mà Nga được biết
theo những thông tin mà Nga đọc ở trên mạng và trực tiếp ở ngoài thực tế, và Nga chỉ đó là một số cái kiến thức mà Nga biết thôi. Còn các chị tùy từng trường hợp, tùy từng trường người thì mình sẽ có những cái trường hợp khác nhau. Thì Nga nghĩ là các anh chị phải hỏi và liên hệ trực tiếp thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì mỗi người sẽ mỗi trường hợp khác nhau, cái này người ta chỉ đưa cái chung. Đó, thì Nga sẽ chia sẻ cho các anh chị cách thức, rồi những cái gì mà cần thiết và những cái khóa học của cái bảo hiểm, của khi mà mình ở cái giai đoạn thất nghiệp và mình được học những cái khóa của các trung tâm người ta dạy. Và Nga cũng chúc các anh chị là trong một cái năm mới, trong một cái môi trường mới, các anh chị sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng ngày tiến bộ hơn, và mình sẽ không bao giờ lo nghĩ lăng tăng về mọi cái tiền bạc của mình. Và Nga cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi, và các anh chị và các bạn có thể đăng ký, các vị có thể là thích like hay là không like, hay là các anh chị comment gì á trong cái video này thì Nga sẽ trả lời cho các anh chị. Dạ, xin cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi.